loạt phim Đặc vụ Áo Đen chắc hẳn là ký ức tuổi thơ của không ít những bạn trẻ 9X. Nhờ danh tiếng đình đám từ bộ truyện cùng lối diễn xuất duyên dáng không thể che vào đâu của Will Smith, loạt phim trải dài hơn 15 năm đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong văn hóa đại chúng. Bên cạnh mức doanh thu hơn 1 tỷ đô, Men in Black còn là bệ phóng cho tên tuổi của Will Smith, đưa anh đến với những cột mốc đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất sau này. Vì thế trong video lần này, hãy cùng chúng mình ôn lại những tiếng cười tuổi thơ từ hành trình sát cánh cùng Đặc vụ Da Đen Will Smith nhé. Lưu ý, video sẽ không đề cập tới phần ngoại truyện gần đây mà chỉ tập trung vào 3 phần tượng đài đã làm nên danh tiếng của ông chồng quốc dân da đen. Một đám người lạ mặt nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ và bị cục an ninh địa phương phát hiện. Khi cuộc tra hỏi đang diễn ra thì đặc vụ K và D xuất hiện. Họ lôi một trong những kẻ vượt biên ra để trò chuyện riêng, phát hiện ngay đó là tên tội phạm ngoài hành tinh Mikey. Dù rất ngoan ngoãn nghe lời, Mikey đột nhiên mất kiểm soát khi bị một sĩ quan cảnh sát phát hiện ra thân phận thật. Ngay lúc nguy cấp nhất, đặc vụ K thủ tiêu tên ngoài hành tinh và cũng tranh thủ xóa trí nhớ của những ai thấy cảnh tượng vừa rồi. Sau vụ việc đêm trước, đặc vụ D quyết định nghỉ hưu vì sai lầm chần chừ không bắn Mikey. K giúp D hoàn thành tâm nguyện bằng cách xóa ký ức của người đồng nghiệp. Ở một diễn biến khác, viên cảnh sát trẻ Edwards của NYPD dốc sức rượt đuổi một tên tội phạm đáng ngờ vì hành vi náo loạn nơi công cộng. Hắn bộc lộ sức mạnh thể chất phi thường và còn sở hữu cây súng rất dị thường. Khi bị Edward dồn tới đường cùng, tên này cảnh báo về ngày tàn của trái đất rồi nhảy lầu tự sát mà không tiết lộ gì thêm. Edward nhanh chóng trở lại trụ sở để báo cáo vụ việc nhưng lại trở thành trò hề của những người đồng nghiệp. Tuy vậy, đặc vụ K nhanh chóng xuất hiện và đưa chàng cảnh sát trẻ tới một cửa hàng chuyên bán những đồ ăn trộm. Tại đây, đặc vụ K bắn lủng đầu tên chủ quán, lộ ra hắn là một alien và gã phải cho hai người xem những món trưng bày rất quái dị, nếu không sẽ phải thay thêm cái đầu nữa. Viên cảnh sát trẻ nhận ra cây súng của tên ngoài hành tinh mà anh từng đối đầu và báo ngay cho đặc vụ K. Ông cố tra hỏi từ tên chủ quán ngoài hành tinh nhưng không moi thêm được thông tin gì. Rời khỏi cửa hàng, hai người đi ăn tối và đặc vụ K đưa cho Edward tấm danh thiếp dẫn đến một tòa nhà. Tại đây, anh cùng nhiều người tham gia vào buổi huấn luyện nhằm tìm ra ứng viên giỏi nhất cho vị trí đặc vụ của MIB. Bằng sự khác biệt trong tư duy cùng cái tật tay nhanh hơn não, Edward vượt qua các bài kiểm tra theo một cách mà không ai hiểu nổi. Trong một buổi tập bắn, khi các đối thủ chỉ nhằm vào mô hình những con quái vật dị hợm thì anh lại headshot một bé gái vì nghi ngờ là kẻ ác cải trang. Thấy được tiềm năng của Edward, đặc vụ K chỉ định anh làm thành viên dù còn dính nhiều nghi vấn từ cấp trên. K bắt đầu giới thiệu cho Edward về Men in Black, một tổ chức được lập ra bởi chính phủ Mỹ vào năm 1960 sau cuộc chạm trán đầu tiên với người ngoài hành tinh. Mục tiêu của tổ chức là bí mật theo dõi những sinh vật ngoài trái đất, qua đó đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, Men in Black cũng ưu tiên giúp đỡ những sinh vật này sống ẩn giật giữa xã hội loài người. Giải thích xong xuôi, Kay cho Edward thời hạn đến bình minh để cân nhắc tham gia tổ chức. Cả đêm hôm đó, viên cảnh sát trẻ không hề về nhà mà ngồi đắn đo suy nghĩ rất lâu. Cùng tối hôm ấy, một chiếc UFO kỳ lạ đã va xuống trái đất tại vùng ngoại ô New York. Một gã nông dân gia trưởng hống hách ở gần đó tiến tới kiểm tra và ngay lập tức bị sinh vật bên trong chiếc tàu ăn thịt. Sau đó, nó lột ra rồi cải trang thành chính gã này. Sáng hôm sau, nhân viên công ty vệ sinh được gọi đến để dọn dẹp nhà kho gã kia rồi bị con quái vật giết. Nó đánh cắp chiếc xe tải rồi giấu chiếc UFO vào trong. Một mình con bọ tiến vào New York, giết chết hai alien thuộc chủng tộc Aquilian rồi lập tức trộm món bảo vật của nạn nhân. Cùng sáng hôm ấy, Edward trở lại với tổ chức MIB nhưng cái tật tay máy của anh chàng lại khiến cả trụ sở bị một phen tá hỏa. Tuy vậy, Edward vẫn được nhận làm thành viên của Men in Black. Anh sẽ phải chấp nhận đánh mất danh tính lẫn sự tồn tại của bản thân và lấy cái tên mới là Jay. Ở nhiệm vụ đầu tiên, Jay và Kay được giao đi điều tra về một vụ hạ cánh trái phép ở ngoại ô New York. Hai người lần theo Reggie, kẻ đang rời khỏi lãnh địa và phát hiện ra thực chất hắn đang khẩn cấp đem gia đình trốn khỏi trái đất. Do đó, cả hai đặc vụ đều đồng ý rằng hắn phải có một thế lực đáng sợ lắm thì mới khiến Reggie cấp rút bỏ trốn ngay khi vợ còn đang lâm bồn. Với mong muốn truy tìm thêm về thế lực này, Kay dò trên các mặt báo và phát hiện tin tức về vụ giết người ở ngoại ô New York. Ông rủ chàng hậu bối tìm đến căn nhà của nạn nhân xấu số và gặp được người vợ. Tại nhà riêng, cô ta kể lại cho hai người về vụ việc đã xảy ra. Sau khi cập nhật tình hình rằng có chiếc UFO ở đây, Kay lập tức xóa ký ức của cô vợ và truy lùng dấu vết quanh nhà của nạn nhân. Ông nhanh chóng phát hiện đối tượng đang truy đuổi là một con bọ ngoài hành tinh có đủ khả năng khủng bố cả hòn đảo Manhattan. Thấy tình hình đang ngày càng bất cập, Kay cùng Jay tức tốc tìm đến nhà xác để tra cứu manh mối về những nạn nhân của con quái vật. Tại đây, họ gặp bác sĩ Laurel Weaver đang khám nghiệm hai tử thi vừa mới được chuyển về sau vụ thảm sát của con bọ. Cô nghi ngờ rằng hai thi thể này không phải là người thật do không tìm thấy bộ phận có cấu trúc sinh học thông thường.
Bỗng chốc, Jay tình cờ tác động đến vùng tai của Rosenberg và phát hiện có một alien đang hấp hối trong đầu. Y chỉ kịp thều thào vài câu về nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh xuyên thiên hà rồi chút hơi thở cuối cùng. Trở về với trụ sở, Kay kịp thời xóa ký ức của bác sĩ Weaver rồi cùng Jay khám phá ra bí ẩn về lời trăn trối của Rosenberg. Tại đây, cả hai thấy rất nhiều alien đang bỏ đi khi đã có hơn 12 chuyến bay cất cánh khỏi trái đất. Thêm vào đó, hai đặc vụ cũng phát hiện ra thân phận hoàng tộc của Rosenberg và chiếc tàu chiến của người Aquilian đang tiếp cận quỹ đạo của địa cầu. Họ truy lùng manh mối tại tiệm đồ cổ của Rosenberg rồi tìm thấy con vọ ngoài hành tinh cũng đang ở đây. Nó đang tìm kiếm lại bảo vật của Rosenberg sau khi phát hiện đồ trộm cắp là giả. Jay liền tìm cách chặn đứng con vọ nhưng không bắt được nó. Không thể tìm kiếm thêm thông tin, Kay lập tức đưa Jay đi tra khảo một trong những sinh vật tinh thông mọi kiến thức của vũ trụ, một alien giả dạng làm Bulldog. Kay tiếp cận chú chó với cử chỉ ân cần và dễ thương khiến nó mủi lòng tiết lộ vai vế của Rosenberg. Thực chất, ông ta không thuộc giống loài Aquilian mà là người nắm giữ bảo vật cực kỳ giá trị của chủng loài này, đó là The Galaxy, thứ mà con bọ đang theo đuổi bởi đây là nguồn năng lượng hạt nhân mạnh nhất vũ trụ. Tưởng rằng không thể tìm ra The Galaxy, Jay chợt tình cờ phát hiện ra báu vật thực chất không hề rộng lớn như một dải thiên hà, mà nó nằm trong chiếc chuông trên cổ con mèo của Rosenberg. Cùng lúc đó, con bọ đã đi trước hai đặc vụ một bước và có mặt tại nhà xác của bác sĩ Weaver. Nó khống chế cô trước sự rượt đuổi của hai đặc vụ và tẩu thoát trên chiếc taxi. Jay thất bại trong lần thứ hai truy đuổi con bọ và được Kay đưa về trụ sở để bàn bạc kế hoạch. Tại đây, hai người nhận được tối hậu thư từ tàu chiến của người Aquilian. Họ sẽ hủy diệt trái đất nếu MIB không trả lại The Galaxy trong vòng một tiếng. Vì không thể để báu vật rơi vào tay con bọ, người Aquilian sẽ dùng mọi biện pháp để tiêu hủy thứ đó. Trong lúc Kay và chỉ huy đang bàn bạc, Jay lập tức tìm ra manh mối về nơi con bọ đang hướng tới. Hai con tàu vũ trụ khác đã bị bỏ hoang từ lúc MIB thành lập. Con quái vật vừa leo lên tàu, chưa kịp lượn vòng nào thì đã bị hai đặc vụ bắn hạ. Nó hiện nguyên hình là một con rắn khổng lồ và ngay lập tức nuốt chửng súng của hai người. Kay ra lệnh cho người đồng sự không được để con bọ leo lên con tàu vũ trụ còn lại, rồi ông cho nó nuốt mình vào trong bụng để lấy súng. Trong khi đó, Jay tìm mọi cách khiêu khích con bọ nhưng chẳng có ích gì mà còn bị nó đánh tơi bời. Nhận thấy điểm tương đồng giữa con bọ với loài rắn, Jay đánh liều chơi đòn tâm lý. Anh giẫm nát mấy con tiểu cường khiến con quái vật ngoài không gian phát điên. Đúng lúc Jay đánh lạc hướng được con quái vật, Kay bắn nát xác nó từ bên trong. Hai người lấy lại được The Galaxy nhưng suýt bỏ mạng vì phần cơ thể còn lại của con bọ vẫn đủ sức chống trả. Nhưng ngay lúc ấy, bác sĩ Weaver đã tranh thủ chôn một khẩu súng bị rơi ra và tiễn nó sang thế giới bên kia. Trở về trụ sở, Kay mới tiết lộ ý định thực sự khi tuyển Jay và MIB. Đã đến lúc Kay phải nghỉ hưu và ông muốn tìm một người thay thế cho vị trí của mình. Cuối cùng, Kay trở lại cuộc sống bình thường bên người vợ mà ông hằng nhung nhớ. Giờ đây, dưới danh nghĩa đặc vụ Man in Black, Jay bắt đầu hành trình giám sát các alien cùng bác sĩ Weaver, này đã trở thành đặc vụ L. Từ đây, cuộc phiêu lưu của chàng đặc vụ trẻ đã bước sang một trang mới. Hơn 5 năm sau, một phi thuyền tí hon tiếp cận quỹ đạo của trái đất và lao xuống New York. Một con quái vật trườn ra và cải trang thành người mẫu trong tạp chí Victoria's Secret. Nó tiếp cận một alien và bắt anh ta khai ra thứ được gọi là ánh sáng của Zatha. Nhận được thông tin, nó đến một quán pizza và tiếp tục ép cung người chủ tại đây. Ông chủ người ngoài hành tinh chỉ kịp thốt lên vài lời về việc ánh sáng sẽ rời đi vào đêm mai trước khi bị nó giết. Cũng trong đêm đó, đặc vụ Jay và T nhận nhiệm vụ thuyết phục con sâu khổng lồ Jeff về tổ. Tuy nhiên, T quá sốc nổi khiến Jeff nổi giận và biến cả khu phố thành một mớ hỗn độn. Cảm thấy không phù hợp để làm việc chung, Jay xóa ký ức của người đồng nghiệp và khuyên anh nên về cưới vợ sinh con. Giờ đây ở MIB, Jay đã là đặc vụ chuyên nghiệp nhưng lại nổi tiếng vì thói xóa ký ức của đồng nghiệp. Trước đó, anh cũng đã xóa trí nhớ của L rồi đưa cô trở lại làm bác sĩ. Bất lực với Jay, lãnh đạo Z của MIB đành cử một chú chó ngoài hành tinh làm phụ tá cho anh. Cả hai được giao nhiệm vụ tìm hiểu vụ sát hại ông chủ tiệm pizza. Đến nơi, Jay tiết lộ thân phận và tổ chức MIB cho người hầu bàn Laura Vasquez và hứa sẽ giải quyết vụ việc này êm xuôi. Tuy nhiên, đến khi phải xóa ký ức của các nhân chứng, Jay chợt nảy sinh cảm tình nên quyết định giữ nguyên trí nhớ cho Laura. Sau đó, chàng đặc vụ si tình tiến hành điều tra tung tích của con tàu bí ẩn đã đâm xuống trái đất. Báo cáo với trụ sở về cái tên Kylothian, Jay còn kể thêm rằng Laura cũng nghe đến ánh sáng của Zatha khi chủ quán bị tấn công. Ngay lập tức, Z dám chắc thủ phạm chính là Selina, kẻ thù của tổ chức trong quá khứ. 25 năm trước, công chúa Lorena của người Zatha đến trái đất để nhờ MIB giấu ánh sáng khỏi Selina. Dù từ chối lời đề nghị, các đặc vụ áo đen vẫn chiến đấu với con quái vật để bảo vệ công chúa. Hành động này đã câu giờ cho Lorena giấu ánh sáng khỏi Selina. Vì tin Kay là người giỏi nhất MIB, Z đã giao ông nhiệm vụ đưa báu vật của người Zatha ra khỏi trái đất. Tuy vậy, giờ đây Selina đã trở lại vì món bảo bối này.
Do đó, Z cho rằng sự tồn vong của nhân loại phụ thuộc hoàn toàn vào trí nhớ của đặc vụ K, người đã nghỉ hưu 5 năm trước và không còn ký ức nào về MIB. J liền tìm đến người bạn cũ, giờ đang là chủ của một bưu điện tại Massachusetts. Anh cố gắng gợi cho K nhớ về MIB, nhưng ông còn không thèm tiếp chuyện. Do đó, J đành phải bắt tất cả nhân viên bưu điện phải để lộ thân phận thật nhằm thuyết phục K về sự tồn tại của MIB. Quá tò mò về bản thân trong quá khứ, K theo chân J về trụ sở và được đưa vào máy phục hồi ký ức. Tuy nhiên, Selina đã đi trước một bước khi đóng giả làm hành khách tại MIB. Ả tấn công và giam giữ tất cả nhân viên ở đây, bao gồm cả sếp lớn Z. Biết căn cứ đang gặp nguy hiểm, J phải đưa K vào hệ thống thoát hiểm khi ký ức của ông còn chưa hồi phục xong. Sau đó, cả hai rà soát lại trụ sở và thấy nơi đây đã bị Selina kiểm soát hoàn toàn. Mụ ta đang giải phóng những tên tội phạm nguy hiểm nhất, trang bị vũ khí và thu nạp chúng vào băng nhóm. Selina còn trao thưởng quyền kiểm soát trái đất cho bất kỳ ai tóm được đặc vụ K. Trong lúc đó, Jay đưa K tới cửa hàng bán đồ ăn trộm với mong muốn tìm một chiếc máy phục hồi ký ức khác. Sau khi lấy lại trí nhớ, K trở nên bối rối tột độ và bỏ rơi người đồng nghiệp cũ. Đúng lúc đó, đội quân của Selina bắt đầu đột kích nơi đây. Chúng ép Jay khai ra vị trí của K, nhưng anh nhất quyết không hé nửa lời. Không lâu sau đó, cựu đặc vụ MIB lấy được 100% ký ức và ông quay lại để giải cứu người đồng nghiệp. Tuy đã hồi phục, nhưng K vẫn không nhớ gì về ánh sáng của Zorta, bởi ông cho rằng mình đã tự xóa ký ức để bảo vệ nó. Cùng lúc đó, tại trụ sở của MIB, Selina bắt giam Z và yêu cầu K trở về ngay lập tức. Gặp lại đối thủ năm xưa, Ả ngỏ ý đình chiến, thông báo rằng nếu ánh sáng của Zorta không rời khỏi hành tinh trong đêm nay, nó sẽ tự động phát nổ và trái đất rồi cũng tận diệt theo. Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ để Z tin, thậm chí ông còn lừa lại, khiến Selina bực tức mà dùng vũ lực. Nhận thức được sếp đang gặp nguy, Jay nôn nóng trở về trụ sở, nhưng người tiền bối đã biết được âm mưu của Selina nên ông nhờ học trò lần theo manh mối đang còn dang dở. Jay đưa K đi gặp Laura để tìm tung tích của chủ quán. Hóa ra, ông chủ và K từng quen nhau, và hai người có để lại dấu vết phòng trường hợp người đặc vụ MIB cần nhớ lại ký ức về ánh sáng của Zorta. Không cần mất quá nhiều thời gian suy luận, K nhanh chóng lấy được chìa khóa. Trước khi rời khỏi nhà hàng, K muốn xóa ký ức của Laura, nhưng người học trò đã cản lại và đưa cô tới chỗ ở an toàn cùng những người bạn ngoài hành tinh. Chiếc chìa khóa dẫn K tới cuốn băng phát lại của một chương trình truyền hình. Nhờ đó, ông dần có được lại toàn bộ ký ức về ánh sáng của Zorta. Năm xưa, khi Selina lần theo công chúa Lorana để chiếm đoạt ánh sáng, K giả vờ trung lập nhằm lừa mụ bán theo chiếc thuyền chứa bảo vật. Tuy nhiên, Selina không hề biết rằng ánh sáng của Zorta là chiếc vòng đeo tay đã được chuyển lại cho Laura. Jay tức tốc về lại nơi mà Laura đang ở. Tuy nhiên, anh chàng hậu đậu vẫn không biết bản thân đã để lộ thông tin cho chú chó đang trốn tại trụ sở. Vì đã nắm thóp phụ tá của Jay từ lâu, Selina nhanh chóng bắt cóc Laura trước khi cả hai đặc vụ đến nơi. Trước đó, vì thấy người học trò nông nổi thường xuyên mắc sai lầm, K đã nhắc anh không được để cảm xúc của bản thân lấn át công việc. Để đáp trả, Jay ngầm ám chỉ mối quan hệ thân mật giữa K và công chúa Lorana trong quá khứ, khiến ông chỉ lạnh lùng đáp lại. Trở về trụ sở, tật tay máy của Jay lại khiến anh và cộng sự bị phát hiện rồi phải chạm trán với cỗ máy bắn súng tự động của Selina. Không còn cách nào khác, anh phải bỏ mặc K để tiến đến bệ phóng giải cứu Laura, còn người đặc vụ già sẽ cầm chân nữ ác nhân. Trong gang tấc, Jay đánh bại kẻ thù để giải cứu Laura, đồng thời bắn nát xác Selina khi Ả bị K đánh lạc hướng. Ba người nhanh chóng lên đường tới bệ phóng báu vật ánh sáng nhằm ngăn chặn nó phát nổ ở trái đất. Tuy nhiên, Selina vẫn chưa chết và Ả ta vẫn bám sát những đặc vụ áo đen. Jay nhanh trí dụ nữ ác nhân tới đường hầm mà con sâu khổng lồ Jet đang chờ sẵn, biến cả Ả ta và phi thuyền trở thành bữa tối của con quái vật khổng lồ. Tới bệ phóng của Zorta, K mới tiết lộ sự thật động trời rằng ánh sáng của Zorta không phải là chiếc vòng trên cổ tay Laura, mà đó đích thị chính là cô, con gái của công chúa Lorana. Chàng đặc vụ trẻ chỉ kịp ngắm người con gái anh yêu lần cuối, rồi nhanh chóng đưa cô lên phi thuyền trở về Zorta trước khi trái đất phát nổ. Nhưng đột nhiên, mụ Selina trong thân xác của Jeff xuất hiện và ngăn chặn chiếc thuyền cất cánh. Jay đành ngậm đắng nuốt cay, câu giờ cho Laura tẩu thoát rồi bắt tay cùng vị tiền bối để tận diệt con quái vật. Sau trận chiến, trụ sở của MIB được xây dựng lại, cũng như khởi đầu cho hành trình mới của hai thầy trò Jay và K. 10 năm sau, Jay và K đã trở thành những đặc vụ cộm cán tại MIB. Tuy vậy, lãnh đạo Z đã qua đời và đặc vụ O được đề cử để thay thế vị trí. Cùng thời điểm, tên tội phạm vũ trụ lừng danh Boris đã thoát khỏi nhà tù trên mặt trăng nhờ sự giúp đỡ từ tình nhân. Ngay khi thấy đồng đội vượt ngục, tên đồng tội phạm Obadiah Price liền nhắc nhở về thỏa thuận giữa hắn và Boris. Để đáp trả, tên đồ tể lập tức thủ tiêu cả bạn cũ lẫn tình nhân của mình rồi xóa sạch mọi dấu vết. Trở về trái đất, hắn tìm đến con trai của Price để yêu cầu thiết bị du hành thời gian.
Boris muốn quay về quá khứ để giết Kay trước khi đặc vụ áo đen cướp đi cánh tay của hắn. Trong lúc đó, Jay và Kay nhận nhiệm vụ điều tra về việc hàng loạt người dân trên trái đất bị nhiễm khuẩn có nguồn gốc ngoài hành tinh. Cả hai đến địa chỉ phát tán lây nhiễm, một quán hàng chuyên bán đồ ăn của người Hoa. Tại đây, tên chủ bị vạch trần là một alien và được hai đặc vụ bắt giữ với tội danh buôn bán thực phẩm có xuất xứ ngoài trái đất. Lúc này, Kay tỏ rõ phong cách làm việc bạo lực và ông không thể kiểm soát được hành vi, đến mức khiến người đồng sự phải ra sức can ngăn. Sau đó, cả hai trấn tĩnh nghỉ ngơi trong quán ăn thì bỗng Kay để ý thấy món khoái khẩu của kẻ thù cũ Boris. Ông cẩn trọng hơn hẳn khi thấy khách chỉ còn lác đác vài người và tất cả đều trông có vẻ nguy hiểm. Ngay sau đó, Kay và Jay bị đột kích bởi bọn côn đồ và phát hiện ra chủ cửa hàng đã bị sát hại bởi Boris. Trong khi lần theo manh mối của tên đồ tể, Kay đành để mặc Jay ở ngoài đối chọi một mình với lũ tay sai. Ông lần theo Boris tới nóc nhà và chạm trán kẻ thù năm xưa. Rất nhanh chóng, tên ác nhân thổ lộ ý định trả thù Kay vì món nợ đang còn dang dở. Jay xuất hiện tình cờ đúng lúc Boris chuẩn bị giết Kay. Hai đặc vụ bị tên đồ tể áp đảo rồi bị hắn đẩy rơi xuống từ tầng thượng. Trước khi bỏ đi, Boris tiết lộ sự thật rằng Kay đã chết từ rất lâu, chỉ có điều là ông không hề hay biết. Trở lại nhà hàng, Kay nói về Boris như một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời khi đã không tận dụng cơ hội để thủ tiêu hắn. Sau một hồi tranh luận, Kay ngăn cấm Jay can hệ vào chuyện này mà không giải thích gì thêm và ông đình chỉ hoạt động của cộng sự trong vòng 4 tuần. Mặc kệ lời cảnh báo của tiền bối, Jay tự điều tra về Boris. Anh phát hiện hắn là một tên tội phạm bậc cao thuộc chủng tộc Borglodyte, một giống loài nguy hiểm với ham muốn hủy diệt mọi hành tinh mà chúng đi qua. Đặc vụ Kay đã lập được chiến công lớn khi bắt giữ hắn vào năm 1969 tại Cape Canaveral. Ngoài ra, ông còn được khen thưởng cấp cao vì những đóng góp cho hệ thống phòng thủ Orknet, lá chắn bảo vệ trái đất khỏi cuộc xâm lăng của chủng loài Borglodyte. Phát minh của Kay vô tình dẫn tới thảm họa diệt vong của giống loài này, để lại Boris là Borglodyte cuối cùng. Tò mò về cuộc chạm trán giữa tên ác nhân và Kay, Jay muốn đào sâu khai thác nhưng quyền truy cập của anh bị từ chối. Đặc vụ Âu nhanh chóng xuất hiện và khuyên Jay trở về nghỉ ngơi sau hàng loạt chuyện không may xảy ra. Tối hôm ấy, Jay đang chơi game thì Kay gọi điện đến, nhưng chưa kịp nói gì nhiều thì hai người quay ra cãi vã. Vừa ngắt máy với vị tiền bối, Jay bỗng chợt cảm thấy bất ổn trong cơ thể. Sáng hôm sau, anh đến nhà tìm Kay, nhưng nơi đây chỉ là chỗ ở của một gia đình thường. Jay tức tốc đến trụ sở tìm người đồng sự, nhưng gần như không một ai biết Kay là ai cả. Đặc vụ Âu thì nhận ra cái tên này và bà đưa Kay đến tượng đài khắc tên những người lính cũ, thông báo rằng ông đã chết 40 năm trước trong một nhiệm vụ ngăn chặn Boris. Tuy sự hy sinh của Kay đã được ghi nhận, nhưng ông đã thất bại khi để tên đồ tể trở về quê nhà, nơi cách trái đất 20 năm ánh sáng. Jay không tin vào những gì được nghe và khẳng định chính anh đã trò chuyện với Kay hôm qua. Jay khơi gợi được ký ức cho Âu về sự hiện diện lẫn thói hư quen thuộc của Kay tại trụ sở. Tuy chưa tin cấp dưới, nhưng Âu đã lập tức nhận ra thấy được dấu hiệu bất thường của Jay khi anh chàng bắt đầu nghiện sữa sô-cô-la. Hơn nữa, Jay bộc lộ rõ triệu chứng đau đầu, buồn nôn và đuối sức. Vị lãnh đạo mới của MIB đi đến kết luận rằng Jay bị ảnh hưởng bởi sự đứt gãy trong không gian và việc anh liên tục uống sữa sô-cô-la là để làm dịu đi các triệu chứng. Bà cho rằng vụ việc có liên quan tới Obadiah Price, kẻ từng nghiên cứu cách du hành thời gian và bị đưa vào tù cùng Boris. Từ đây, Âu cho rằng Boris có thể tìm ra cách viết lại lịch sử. Trong lúc Jay và Âu đang bàn luận, MIB nhận được thông báo về cuộc xâm lăng của giống loài Borglodyte. Và đây cũng là lúc Jay nhận ra sự biến mất của Kay đã kéo theo cả hệ thống phòng thủ của Agnes. Để cứu vị tiền bối và cứu thế giới, anh buộc phải tìm thiết bị du hành thời gian để ngăn chặn Boris quay về quá khứ. Jay tìm đến Jeffrey Price, cảnh báo hắn về ngày tận thế đang đến gần và buộc con trai của Obadiah phải hợp tác. Chàng đặc vụ lên kế hoạch quay về quá khứ, thủ tiêu tên Boris trẻ hơn để hai phiên bản khác của hắn đều biến mất. Từ đó, thế giới sẽ yên bình trở lại và Kay sẽ được cứu sống. Trở về năm 1969, Jay tranh thủ trông luôn một chiếc xe đắt tiền và bắt đầu công cuộc tìm kiếm Boris trẻ tại khu vui chơi Coney. Tuy nhiên, vừa tìm thấy tên ác nhân, Jay đã bị đặc vụ Kay thời trẻ đánh ngất. Khi tỉnh dậy, anh đã thấy mình đang ở trụ sở của MIB giữa rất nhiều đặc vụ đời trước. Sau một hồi tra khảo nhưng không được gì, Kay quyết định đưa Jay lên máy xóa ký ức. Lúc này, Jay mới cho Kay thông tin quan trọng nhất là Kay phải giết Boris khi có cơ hội, chứ không được bắt giam hắn. Thế vậy, Kay tắt máy để Jay giải thích cặn kẽ về việc anh đang làm ở đây. Sau đó, hai người tiến hành điều tra những manh mối từ khu giải trí và nhanh chóng phát hiện số vết chết chóc của tên Boris thời trẻ. Từ đây, Jay và Kay bắt đầu tìm kiếm những con mồi mà Boris đang săn lùng và ứng cử viên số 1 là chủng loài Arcanon. Tuy nhiên, vào năm 1969, Arcanon gần như đã tuyệt chủng và chỉ còn Griffin đang chạy trốn khỏi Boris. Dù hai đặc vụ đã tìm được Y tại một bữa tiệc, tên ác nhân vẫn kịp thời xuất hiện, gây náo loạn, khiến Griffin hoảng loạn chạy trốn. Quá mệt mỏi vì mất dấu cả Boris lẫn Griffin, Kay đành mời Jay đi ăn bánh để giải tỏa căng thẳng.
Tình cờ thay, một đầu mối lộ ra khi hai người đang ăn. Thế là họ nhanh chóng chạy đến sân vận động để tìm Griffin. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao Agnes cho Kay, Griffin đã bị Boris bắt cóc và hai đặc vụ phải nhanh chóng đuổi theo tên đồ tể. Nhờ phối hợp ăn ý như đã làm việc cùng nhau từ lâu, hai người giải cứu được Griffin và anh bạn người Arcanine này vẫn giữ được báu vật an toàn. Với mong muốn giúp MIB bảo vệ trái đất khỏi bọn Boglodyne, Griffin chỉ cho Jay và Kay cách đưa Agnes lên mặt trăng để kích hoạt lá chắn bảo vệ địa cầu. Kay dễ dàng đồng ý, nhưng Jay quyết liệt ngăn cản vì sợ người tiền bối sẽ chết dưới tay Boris. Tuy vậy, Griffin khẳng định Kay bắt buộc phải là người dùng Agnes để cứu trái đất. Biết là không thể thay đổi được, Jay hỏi Griffin liệu có cơ hội mong manh nào anh giúp được cộng sự của mình hay không. Với năng lực nhìn trước tương lai, anh bạn người Arcanine tin rằng Jay sẽ luôn có cách, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt. Đêm đó, Boris từ tương lai trở về để trả thù Kay. Hắn chủ động tìm gặp phiên bản trẻ hơn của mình để thuyết phục hợp tác. Sáng hôm sau, họ nhanh chóng đến phi thuyền Apollo khi nó chuẩn bị bay lên mặt trăng. Tới nơi, cả ba bị quân đội bắt lại sau màn giải thích luyên thuyên của Jay. Họ đem chuyện này nói cho một vị đại tá và ông cũng không hề tin những gì Jay và Kay nói. Griffin nhanh tay bộc lộ khả năng nhìn trước tương lai, giúp quân nhân này hiểu ra tầm quan trọng của nhiệm vụ. Ngay lập tức, vị đại tá mời hai đặc vụ theo mình, nhưng Griffin từ chối đi tiếp. Trước khi đi, anh nhắc nhở Jay về khả năng khởi động lại của thời gian. Nếu Boris trẻ mất cánh tay và Kay kịp sống sót, dòng thời gian sẽ trở lại như ban đầu. Do đó, Kay sẽ không bao giờ biết đến chuyến du hành thời gian của Jay. Nhờ viễn cảnh tương lai thấy trước từ Griffin, đại tá chỉ cho hai người vị trí cần lắp Agnes trên phi thuyền. Đúng lúc đó, Boris phiên bản già kịp thời xuất hiện và Jay yêu cầu Kay cứ đi trước, còn anh sẽ ở lại cầm chân hắn. Nhưng vừa lên nóc phi thuyền, Kay lại bị Boris trẻ cản đường. Trong khi đó, Jay tìm mọi cách không cho Boris phiên bản già tiếp cận Kay. Anh liên tục khiêu khích, khiến tên đồ tể nóng đầu ra mặt. Bằng cách vận dụng nguyên lý du hành thời gian, Jay bình tĩnh phán đoán mọi nước đi của Boris qua nhiều lần quay về quá khứ và nhanh chóng đả bại kẻ mạnh hơn mình gấp bội. Cùng lúc đó, Kay cũng tranh thủ bắn đứt đi cánh tay của Boris trẻ, chiếm lại Agnes. Đặc vụ giỏi nhất MIB nhanh chóng gắn nó lên nóc phi thuyền rồi tẩu thoát ngay lập tức, yên tâm rằng Jay cũng sẽ về nhà an toàn. Tuy nhiên, Boris trẻ bất ngờ tấn công Kay trong lúc anh không để ý và chàng đặc vụ MIB may mắn toàn mạng khi vị đại tá mang thân mình ra đỡ đạn. Bỗng chốc, một cậu nhóc chạy đến tìm bố và Kay nhận ra đây chính là con của quân nhân vừa cứu mạng mình. Dùng thiết bị xóa trí nhớ, Kay kể lại rằng cha của cậu bé James là một vị anh hùng thực thụ. Jay đứng phía xa chứng kiến toàn bộ sự việc và nhận thấy cậu bé kia chính là mình. Trở về hiện tại, Jay tìm gặp Kay tại quán ăn quen thuộc. Anh đưa chiếc đồng hồ của cha cho vị tiền bối xem và cảm ơn những gì ông đã làm cho mình. Vừa rồi là toàn bộ chuyến hành trình của đặc vụ Jay và Kay trong tổ chức Men in Black. Liệu câu chuyện của Men in Black có còn làm các bạn bồi hồi như lần đầu xem phim? Theo các bạn, Jay có phải là vai diễn nổi bật nhất của Will Smith không? Liệu còn nhân vật ấn tượng nào của anh mà Phi nên làm video không? Hãy cho chúng mình xin cảm nhận của bạn ở phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn sớm gặp lại. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.